trân trọng giới thiệu chúng tôi là năm anh em siêu nhân khóc nhè. Siêu nhân nhà người ta. Còn siêu nhân nhà tôi. Mọi người ơi, cho mình hỏi mặc quần lọt khe rồi thì cỡ ví dụ như tối mặc ngủ sáng mai cởi ra hửi nó có thúi không? Ủa? Gì vậy? Đây nha, mình sẽ trả lời bình luận của bạn nhé. Cho tôi hỏi bách khoa toàn thư của bạn được nhiều con rồi. Ok bạn. Đây. Nha. Cá đây nha. Nhưng mà ở dưới thì chưa câu được. Đây. Còn cá hiếm không các bạn? Mình đã nói là mình không có giỏi rồi mà các bạn cứ nói mình non, mình gà, mình bắt các bạn nói hay gì. Đấy. Nhân phẩm của các bạn cao hơn mình thì mình không có nói. Nhưng mà mình không có nói các bạn là gà nhá. Ok.